nếu mà không cùng duy trì, không phát triển. Thế thì Việt Nam hiện nay của chúng ta thì nguy cơ nữ cũng lại ít hơn gì hơn nam, đúng không? Nam 120 nam thì mới có 100 nữ, thế là 20 bạn nam kế vợ, đúng không? Tổng cộng 20 bạn nam kế vợ. Chính vì vậy là chúng ta phải có biện pháp như thế nào để mà kiềm chế sự gia tăng dân số, đúng không? Ngày xưa cứ bảo là một đến hai ngọn nến lung linh thôi, 10 ngọn nến lung linh thì cháy nhà mất, học chính sách dân số rồi đấy. Nhưng mà bây giờ lại chỉ có một ngọn nến thôi thì rất giả rồi. Nên là có chính sách nào ngoài hỗ trợ. Trước đây cô nghĩ rằng là đảng viên mà sinh con thứ ba thì bị cảnh cáo kỷ luật đấy, thứ tư thì khai trừ khỏi đảng, thế là đã tiến bộ rồi nhé. Còn trước đây là phạt tiền đúng không? Thế sau này thì thấy cái nguy cơ là kinh tế phát triển thì bao giờ kinh tế đất nước nào phát triển, kinh tế thì cái mức sinh thì lại gì giảm đi, thì người ta bảo trình độ càng cao thì sinh con càng ít, mà trình độ càng thấp thì sinh con càng đấy nhiều, nước nào nghèo thì để dân số thì lại tăng, đúng không? Thế chúng ta lấy ví dụ những người nào ở thuyền trài thì sinh con rất nhiều, đúng không? Thế nói này nó là như thế, đúng không? Thế nhưng bây giờ mà nếu mà miền như này người ta cũng phải cảm ơn miền Bắc là sinh con thứ ba chẳng hạn, chứ ở miền Nam người ta chỉ có sinh một con thôi, thế thì phải bù vào, đúng không? Thế thì ở miền Bắc của chúng ta thì chúng ta có khẩu hiệu là duy trì mỗi gia đình có hai con, đúng không? Thế nhưng mà ở miền Nam thì chúng ta phải vận động tuyên truyền họ, có khi là phải thưởng họ nếu họ sinh hai, đúng không? Thế thì bây giờ thì đảng viên thì sinh, bây giờ thì đảng viên thì chỉ bị cảnh cáo, ở miền Bắc chỉ bị cảnh cáo thôi, kỷ luật thôi, không được khai trừ đảng nữa. Nó cũng nhẹ nhàng hơn rồi. Trước đây thì trước đây mà các cô giáo mà sinh con thứ ba chết dở, rất là nhiều. Bây giờ thì ở trường mình là cũng có mấy cô sinh con thứ ba. Trước đây thì cứ chê bai, nhưng bây giờ chúng ta phải lớp ở chỗ trống cho miền Nam rồi, miền Nam. Thế thì bây giờ lại chỉ nghĩ là gì? Tùy vào căn cứ ở điều kiện hoàn cảnh của gia đình, đúng không? Mà định sinh ra, quyết định sinh ra số con. Đấy, nó cũng lại khá như thế. Thế chính vì vậy mà trước đây chúng ta cũng hoa cũng cấm là chỉ được sinh một đến hai con thôi. Thế nên ở thế giới của Việt Nam của mình là vi phạm nhân quyền hay như thế. Thế nhưng bây giờ mình sửa tôi hết rồi thì không có vấn đề gì, đúng không? Con và giờ thế nào gái trai thì cũng chỉ nên có thì hai con, nhưng ở Việt Nam thì là phải sinh đấy, sinh hai con, người ta ngại sinh con lắm, sinh con thì phải nuôi lớn và giáo dục con cái thôi, đúng không? Mà nuôi cái đó cô nuôi cái các em này một năm hết bao nhiêu tiền? Và bây giờ lương thì thấp, nhiều gia đình hoàn cảnh khó khăn lắm, giờ đóng tiền học phí cho con ăn học để chuẩn bị, thế là nghỉ yếu rồi tri ân, đúng không? Dùng các khoản tiền, cái tiền ra thì người ta ngăn cho con, thứ hai người ta chỉ sinh một con. Chính vì vậy là cả nhà nước chúng ta sẽ có những gì nào thôi, từ đây tiếp theo nào về chăm sóc sức khỏe của nhân dân thì bằng cách là chúng ta tăng thể lực và nâng cao tuổi thọ, giảm